Hello mọi người, hôm nay mình sẽ thử mua giày Superfetch trên Lazada xem có xịn không nhá. Đầu tiên thì mình mua được đôi Nike này, trời ơi nhìn màu ngoài xinh thực sự luôn ấy. Đôi đi thì mình cảm thấy không hề đau chân một tí nào nha. Form giày mình thấy cũng ổn, không bị bóp méo hay gì cả, nói chung đi lên khá là ưng. Tiếp theo mình mua thêm một đôi Converse 1970 nữa. Đôi này thì mình thấy là cái cổ nó thấp hơn với đôi bình thường mình hay đi. Nếu mà so sánh với hàng real thì mình thấy là cái đế nó không cứng bằng mà cũng không được dày bằng. Nhưng mà đôi này thật sự đi lên chân mình thấy cũng xinh lắm luôn ý. Mọi người có thể đi thêm về tất cổ cao để nhìn cho nó năng động hơn. Mọi người muốn xem mình review chi tiết hơn thì mọi người có thể qua YouTube Minh Ngọc của mình để xem video nhé. Mình cũng đã để info mua giày ở dưới video rồi. Hè này thì đôi sneaker nào đang hot nhỉ? Các bạn ơi, tôi khuyên các bạn phải mua ngay đôi này đi. Trời ơi, đây đúng là kiểu cứu tinh của mùa hè ấy mọi người. Bởi vì chỉ cần mình xỏ vào thôi và mình không phải đi tất gì cả. Kiểu nó đúng cái tiêu chí thoáng mát trong mùa hè luôn đấy mọi người. Và đi rất là êm luôn. Đôi thứ hai thì mình sẽ gọi nó là đôi giày ba phải, bởi vì nó phối với cái gì cũng đẹp luôn ấy mọi người. Nó phối với phong cách gì cũng đẹp hết ấy. Và ở đây thì mình đang mặc một cái bộ hoa giống kiểu rô rẽ của mình. Trời ơi, rất là xinh luôn. Kiểu mình chưa bao giờ chán cái dáng này hết ấy. Nên mình nghĩ đây là một cái đôi giày cực kỳ must have cho tất cả mọi người. Giày này thì mình order bên Pool Sneaker. Ở đây thì kiểu chuyên hàng replica và mình thấy nhiều feedback cũng khá là tốt, thì mọi người có thể tham khảo thử nhá. Ok, còn bạn nào mà cần info những cái món đồ mình mặc thì mọi người bấm vào phần bio TikTok của mình và mình đã để tất cả những thông tin ở đó rồi. Thế nên là mọi người chỉ cần click vào link và mua như bình thường thôi nha. Đây là hai đôi giày có thể cân được mọi outfit của các bạn. Sau này người ta tặng cả tất luôn đó trời. Đây là em bé đầu tiên. Đôi thứ hai tôi nghĩ chắc nhiều người cũng biết rồi. Lại bảo là mặc cái gì cũng được luôn. Đây tôi sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nha. Màu đẹp thực sự. Tôi đang thấy cái mõm giày này đẹp phết đó mọi người. Xịn luôn á. Đây là chiếc váy tôi sẽ chọn cho em giày màu xanh đây. Đôi này lên chân xinh thật đấy. Extra thêm chút màu xanh. Sẽ đeo một chiếc túi rất là bự. Tôi nhìn giày mới trắng tinh tươm quá đi. Nếu các bạn gặp tôi ở ngoài thì chắc chắn là trông tôi sẽ yêu thằng đàn ông như thế này. Cái đôi này tôi đã phối 1 tỷ outfit ở trên video của tôi rồi. Tôi nhận ra là mình chưa bao giờ unbox giày trên video cả. Hôm nay cùng thử nhá. Cái trông nhỏ nhắn xinh xắn quá. Lại phải lên đồ với bé này rồi. Hôm nay sẽ lên một set đồ cho các bạn mặc đi học nhá. Mình chọn một chiếc sơ mi rồi trồng thêm một em áo nỉ để đủ ấm. Và nhân vật chính sẽ là em giày này. So với giá thì mình thấy em này cực kỳ chất lượng, đi kiểu rất là nhẹ và êm ấy. Tuy nhiên thì form em này hơi nhỏ nên mọi người hãy chọn tăng thêm một size để không bị kích nhá. Đôi này kiểu mặc với cái gì cũng hợp ấy, nên là tôi mạnh dạn chấm em này 10 điểm luôn nha. Một bé giày mới. Xinh quá. Phải lên đồ với em nó thôi. Mình sẽ chọn một cái áo giữ nhiệt. Thế này là đủ ấm lắm luôn rồi đấy. Tôi sẽ chọn bé quần này. Đúng như là sinh ra để giấy cho nhau vậy. Review tí cho các bác về đôi giày này luôn nhá. Cái đế cao su để đi êm dã man, cứ chọn đúng size là đi thoải mái luôn. Đôi này nhiều phối màu lắm, nhưng mà tôi ưng nhất cái màu này. Đã thấy đi lên còn cao thêm được mấy cm nữa, thế nên là hơi mê đấy các bác. Tôi mua hơi nhiều giày rồi, nhưng mà tôi biết mọi người thích. Có cần đẹp quá không nhỉ? Nhân vật chính hôm nay là giày, tôi sẽ chọn một cái outfit đơn giản thôi. Nhìn chất không mọi người? Tôi không nghĩ là nó lên form đẹp như thế luôn ấy. Và đây là em bé tiếp theo. Ta-da! Thì mới biết tại sao nó hot rồi mọi người ạ. Tôi chả hiểu sao phải đợi đến tận bây giờ tôi mới mua nhỉ. Chúng ta sẽ đến với đôi tiếp theo. Ái chà chà, xịn quá. Cái này chắc mấy bạn nữ thích lắm đây này. Xịn quá. Cái phối màu này nhìn cưng thật sự luôn đấy. Những đôi giày phù hợp cho các nàng thích style bánh bèo. Đôi đầu tiên. Trời ơi nhìn cưng quá. Lâu lắm rồi tôi mới đi lại với kiểu giày như thế này luôn á. Và đây là em cao gót đầu tiên của tôi. Đây chính là đôi giày khiến tôi phải cư xử khác đi nhá mọi người. Đây là em bé cuối cùng. Màu này định chân thực sự luôn ý. Mọi người hãy chọn cho tôi xem là tôi hợp với đôi nào nhất nhá.